Chào mừng anh em đang quay trở lại bằng hải tặc bình Red. Video này là một video bổ sung cho các thông tin spoiler trước đó được cung cấp. Nếu như bạn nào chưa xem thì có thể xem lại video spoiler số 1 nha. Mình sẽ liên tục cập nhật gửi đến cho anh em qua các video ngắn. Thế nên đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được các thông báo mới. Chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Thứ nhất, trước đó chúng ta nhận được thông tin chỉ có hai Seraphim xuất hiện là Gecko Moria và Rokodai. Nhưng giờ thì đã có thêm một Seraphim nữ được xác nhận, nó có hình dạng của đồ Flamingo. Đồng nghĩa chúng ta có chính xác 7 Seraphim, tương đương với lại 7 Thất Vũ Hải ban đầu được tiết lộ. Và nếu như các bạn không nhớ thì mình xin tóm tắt ngắn gọn như sau. Thất Vũ Hải được thành lập trước Time Skip, được biết là tổ chức hùng mạnh không kém gì các Tứ Hoàng. Tổng thể sức mạnh của họ được xem là một trong tam đại thế lực có sức mạnh tương đương với Tứ Hoàng và Hải quân. 7 người này bao gồm Mihawk, Rokodai, Gecko Moria, Kuma, Boa Hancock, Jinbe và Doflamingo. Vergeben đã dựa trên mã gen của họ, kết hợp với chủng tộc Lunaria, hình thành nên Seraphim theo tuổi tác khi là một đứa trẻ, tuy nhiên lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Đồng nghĩa chỉ có 7 Seraphim tương ứng với 7 cụ Thất Vũ Hải ban đầu, chứ không có hơn, vì những lý do từ Vergeben. Về phần trái quỷ của Seraphim, thì ai không có trái quỷ hồ sâu trái hợi Lugia sẽ được bổ sung một trái mới theo năng lực. Rất mong đợi để biết được Rokodai tương thích với sức mạnh trái quỷ nào ở đây mà. Thứ hai, Rogan cũng được nhìn thấy trong chapter này. Ông ấy tỏ ra khá hung mang khi mà Vergeben tạo ra được một loại vũ khí hủy diệt kinh khủng như thế, một phiên bản duy nhất đã có thể khiến cho Lulucia bốc hơi. Chúng ta cũng được cho biết, dường như đây là lần đầu tiên mà loại vũ khí này được sử dụng. Nó đã thử nghiệm chiến tích của mình lên trên Lulucia, nhưng mà chúng ta không được biết bằng cách nào có thể làm được điều đó. Bắt đầu có những sự hội nghi thú vị về sức mạnh thật sự của Emu. Nếu như không phải là thứ này hủy diệt của Flay thì là thứ gì? Liệu có phải là sức mạnh khổng lồ của Emu từ trái quỷ hay không? Thứ ba, thông tin này cũng khá nhiều người nghĩ đến trước đó. Even có cho rằng Emu đã được bất lão nhờ quyền năng tối thượng của trái quỷ Obeobenomy, tức là chủ nhân đời trước đó chứ không phải là lo như được thấy. Không quá khó để xác nhận điều đó và không nằm ngoài dự đoán của mình khi cho rằng Emu sống được 800 năm nhờ vào trái Obe. Thứ tư, đây là một thông tin cực nóng. Hình dạng và danh tính của vị thủ lĩnh hội thánh hiệp sĩ được xác nhận một cách cụ thể. Ông ấy có tên là Figelen Galen, một ông lão trông có vẻ lớn tuổi nhưng với những thớ cơ bắp trên cơ thể thì người ta dễ dàng đoán được nhân vật này cực kỳ mạnh. Galen mang cho mình một cái kính râm, tóc và râu của ông ta có hình trăng lưỡi liềm. Quá trời thú vị rồi này mà, quan trọng là giờ xem thử hình dạng có giống với xanh tóc đỏ nữa hay không mà thôi. Từ hình dạng mà Ragen liên tưởng trước đó, dễ dàng nhận ra đây là một kiếm sĩ có sức mạnh khá gợi gớm. Và mình sẽ đưa ra một số phân tích cụ thể hơn về nhân vật này và giả thuyết xung quanh sức mạnh của Galen. Anh em hãy nhớ theo dõi nha. Và trên đây là 4 thông tin của chapter 1086 được cung cấp bổ sung thêm. Chiều nay sẽ có thể là có biển rò thông qua tóm tắt của mình anh em nha. Và cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở một cái video sau. Quá nóng, mừng khai trương, shop bình Red Rock giảm 50% tất cả các sự kiện. Vòng quay chúng ạc siêu VIP chỉ một ổ bánh mì. Vòng quay siêu đặc biệt 18.000 robot tỷ lệ chúng cực cao. Và còn rất nhiều ạc nhân phẩm đặc biệt chỉ với giá 19k. Nhanh chân ghé shop, quẹo lửa các tình yêu ơi.